À, sao đây bà? Đây. Xin chào mọi người, hôm nay mình có công việc đi ngang cái chợ Bông Đúc Nội này và mình ghé ngang xem có cái gì không nhá. Đây là một cái chợ bản tự phát của người Lào. Xuống chợ để xem có cái món gì không? Hay đi mua. Hoi hoi. Ốc này đây, ốc sên này. Sên này họ ăn nhé. Các loại ốc sên. Cá lóc đâu. Ô, đây nó gì đạt. Ở đây là một cái chợ tự phát và tiếng Lào có tên là chợ Bông Đúc Nội, và chủ yếu là những người ta bán những cái đồ người ta tự kiếm được, trồng trọt được và đi săn bắt được nhé. Ở đây thì mình thấy đa phần họ toàn phân chia theo đĩa, theo chòm để họ bán đấy nhé. Thôi đây. Hạ phân này bỏ. Đây. Ồ. Thôi lượt. Tên đi khai thôi đây. Sam còn ship vào. À, tên đi Sam còn, nào tên đi thông đừng. Nào, không nên. Luôn bớt ra đây. Xem ship bờ. Ở đây. Xem đi xem bờ. À sao đây bờ? Đây. Ờ, hợp chạy, hợp chạy. Ủa? Ship phân, ship phân. Mua gì anh? Ở đây đâu đây? Em đi chơi. Chợ ngày nay thì cũng không có gì đặc biệt. Mua được gì không chị? Mua được mấy món này. Mấy món này. À, ngày nay anh em mình vô chợ nhưng mà cũng không có gì đặc biệt nên là cũng không mua được gì nhiều. Hẹn mọi người ở clip sau nhé.